Hôm nay là mình lại hướng dẫn một cái nồi từ cho những bạn nào mà chưa biết ha, nồi Lasana Mi 8 ha. Đây. Cái nồi này ghê quá. Thì cái nồi từ đó thì bạn luôn luôn nói nồi từ nó có lỗ thông hơi ha. Nên là lâu lâu bạn phải hút bụi ha, cho lỗ thông hơi này nó sạch ha, để cho nó đừng có cháy bo và nó đừng có nóng ha. Nóng quá nó báo lỗi ha. Ở trong đây có cái quạt này ha, quạt hút gió đó, luôn luôn thổi cho mát cái bo trong đây ha, bo mấy cái mâm từ ha. Mâm từ bạn nhìn vô bạn thấy cái vòng dây đồng vàng vàng á, nó là mâm từ ha. Đó, dây rút đây ha, dây từ đồi từ của thằng Nhật đó, luôn luôn rút ra rút vô ha. Bạn nhớ lau chùi cho sạch cái sợi dây ha, rút cho ngay đừng có làm quéo ha. Đó. Đó, tự động nó chạy vô ha, còn cái nào chạy không vô thì mình phải lấy tay đậy vô, lâu ngày nó yếu rồi. Mình cắm điện đó mà phải cắm điện 100V ha. Đây, nồi từ á thì bạn bạn đây ha, bạn lâu lâu bạn rửa ha, lau chùi sạch sẽ ở trong đây nè ha, mở ra này ha, lau cho sạch trong đây ha, ngâm xà bông hay gì đó làm nó sạch ha. Thì ráp vô thì nó có mũi tên đây nè ha, đó nó mũi tên ăn ra đây nè ha, bắp bắp một cái ha, đó mũi tên là ngay chỗ này nè ha, nó có mũi tên nè, chỗ này có mũi tên nè ha, đó thì mình để dài ha, mình để ngừa có bao lỗi nha, rồi mở ra là bằng cái này ha. Đây bạn mở ra rồi ha, lấy ra đó hai tay á, bọc cái này nè ha, lâu ra bạn lau sạch sẽ ở đây ha, lau sạch sẽ ở đây, lau cái giòn này, cái giòn mà không có sạch nó xì ha, rồi lau trong đây sạch sẽ ha, rồi giáp vô đẩy cái này lên nè ha, đó. Đừng có giáp ngược ha, rồi mở cái lấy cái nồi ra ha, lau sạch sẽ ha, lau trong đây sạch sẽ trắng như vậy ha, đó. Rồi ở trong đây thì mình cũng lau ha, nó có cái núm mà nó cảm biến đáy nồi này ha, cảm biến nhiệt ha, ở đây ha, lau cho sạch sẽ đây ha. Rồi ở đây nấu ăn thì nó có cái mực này nè, bạn thích thì mình coi cái mực ha, mực nước mực cơm ha. Đây. Rồi bây giờ mình hướng dẫn tới mấy cái nút bấm ha. Rồi, cắm điện cho. Cắm điện là cắm điện 100V ha. 15A. Bây giờ đó mình mới nói tới mấy cái nút xung quanh ha. Cái nút này là hẹn giờ nấu này. Cái nút này chỉnh giờ này, nút này chỉnh phút này ha. Nút này nút hâm này. Giữ nhiệt á, chữ này chữ hâm nóng này. Giữ nhiệt này, menu ha, thực đơn, nút hủy bỏ, nút chạy ha. Bạn bấm ví dụ bạn muốn nấu bình thường bạn cancel ha, bạn cancel đó là tự động nó sẽ nhảy về cái gạo trắng ha, bạn nhấn sita cái là nấu ha, 48 phút là xong ha, cancel. Bạn chọn là menu này, đi đây một cái ha, tới đây là nấu ít này. Nấu ít quá ha. Thì nấu ít quá thì bạn chọn ở đây, bấm một cái ha, 48 phút qua. Nấu ít là gạo ít á. Cancel. Nấu nhanh ha, bạn nấu nhanh bạn đây. Nấu nhanh. Đó cứ tới chỗ nào cái này thì nó chọn đây, nó hiện ra cái nút giống như chỗ này nè ha. Thì bạn nhấn cái nút đó là chạy ha. Cái này á là nấu nhanh ha. Cancel ha. Bạn muốn hủy một thao tác thì bạn cứ cancel ha, nấu nhanh ha. Rồi gạo không vo ha, chỗ này là gạo không vo, chỗ này nấu sushi, này nấu cháo ha, này nấu gạo nứt này, cái này là nấu gạo nứt lẩy mầm ha, chỗ này là gạo nứt lẩy mầm ha, còn cái chỗ này là ngũ cốc ha, chỗ này là rửa nồi ha, rửa nồi vệ sinh nhá, vệ sinh nồi là bạn đổ nước lưng lưng vô, xong rồi bạn nhấn nút này ha, nó sẽ tự động nó vệ sinh nồi ha, hoặc là cái nút này là nút nấu nước ha. Hoặc là bạn chọn nấu nước cũng chọn nút này ha. Đó. Thì bạn đây ha, menu. Đó.
nấu cháo ha, rồi bấm đây cái đó nó báo này ha. Đó chị dạy thôi à, khi bạn muốn nấu thì bạn cứ bấm menu ha, chọn mục nào gạo nứt ha, gạo nứt nảy mầm ha, bấm đây cái thấy không, rồi cancel ha. Ví dụ như bạn chọn rửa nồi, bạn rửa nồi thì bạn đổ nước vô lưng lưng cái nồi ha, bạn để đây bấm cái ha. Này nút này này nhanh lắm mà nấu liên tục luôn á, giống như bạn bỏ nước vô nấu nấu cà phê đây gì cũng bỏ đây này ha, cancel ha. Còn hẹn giờ nấu này, bấm đó, nó hẹn là giờ bắt đầu này ha, thì bạn chỉnh đây này ha, 6 giờ 7 giờ 8 giờ gì đó ha, bao nhiêu phút rồi ha, đó xong bạn nhấn cái nữa là hạn là kết thúc ha, bạn chọn giờ kết thúc ha, rồi bấm đây cái, rồi bạn gạo đồ thứ bạn bỏ đây trong đây hết rồi á thì bạn tới giờ đó nấu thôi ha. Ở bên Nhật đó thì thường là người ta tiết kiệm điện á, tiết kiệm tiền á, cái giờ mà chọn cái giờ nấu nào mà điện tiền điện người ta tính ít nhất ha, mình chọn cho ngay giờ đó. Còn Việt Nam mình giờ nào tiền điện cũng giống nhau hết nên không cần cái đó. Rồi bạn chỉnh giờ đó, nhấn đè đây này. Đó, ha. Bây giờ đang là 17 giờ 10 ha. 17 giờ 10 phút ha. 10 thì bạn đè luôn, nó quá rồi bạn đè luôn, nó tự chạy ha. Rồi. Rồi xong rồi là tự đứng lại ha. Rồi lúc này lúc hâm nè, bạn muốn hâm rồi bạn bấm đây cái. Ha, tự động nó hâm thôi ha. Còn không nó nấu xong là tự hâm ha. Rồi, cancel ha. Đó, nó chỉ có nhiêu đó thôi ha. Dễ quá.